Xin chào cô chú anh chị, chào mừng cô chú anh chị lại với kênh của Dự Việt Dòng Amis Cuộc Sống Mỹ Tennessee. Sáng nay thì có khách của mấy người chị của chú hàng xóm muốn tới tham quan vườn của nhà của Nhi. Khách tới cũng đi cũng lâu cô chú anh chị, cho nên là Nhi cũng không có thời gian để quay với lại thu hoạch, cũng tiếp khách đồ này kia đó. Thì họ là những người mà chị của chú hàng xóm kế bên mà hay qua giúp gia đình của Nhi đó, thì họ tới để mà họ tham quan, rồi họ tìm hiểu cái cách mà nhà Nhi tự cung tự cấp như thế nào, rồi trồng organic như thế nào, trồng hữu cơ như thế nào, hoặc là có những cái gọi là cây hồng hoặc là cây táo tàu, những cái trái cây lạ đối với họ đó, thì họ cũng học hỏi rồi tìm hiểu thêm cái cách của người Amis nữa. Với lại là người ở trong cái vùng này á, thì có rất là nhiều người họ tới kiểu như mà gia đình của Nhi quen biết á, thì họ thường hay tới tham quan lắm. Ít lâu sau nữa thì sẽ có một vài người cũng ở những cái nông trại khác, họ cũng tới để họ cũng coi cái cách nhà Nhi trồng trọt như thế nào nữa. Nói chung là cũng rất là bận. Rồi bây giờ Nhi chuyển qua một cái câu chuyện khác. Đó là hôm trước á, thì có cô kia phát hiện cái video của Nhi đó, lúc mà David mà buồn ngủ rồi ăn đồ này kia đó. Thì lúc đó là giờ chiều rồi, khoảng là 6 giờ chiều rồi, mà lúc đó thì Nhi đang quay phim nữa, rồi David ngồi kế bên và David cứ đòi đi ngủ, Nhi không có cho David đi ngủ. Thì có một cái cô khán giả thì cô cũng nói rằng là Nhi kỷ luật quá. Thật ra đó là mỗi một người mẹ sẽ có những cái cách dạy con, huấn luyện con khác nhau. Gia đình của Nhi đó thì David có một cái lối sống kỷ luật. Bởi vì David sống tự lập, cho nên là David sẽ có một cái lối sống được ba mẹ kỷ luật cho, giờ ăn ra giờ ăn và giờ ngủ ra giờ ngủ. David cũng có cơ hội để mà ngủ buổi trưa, nhưng mà tại vì David không có chịu, cho nên là cái giờ đó là khoảng 6 giờ chiều thì không thể nào cho David đi ngủ được. Nếu mà David đi ngủ thì tối David sẽ không có đi ngủ sớm, nghĩa là khoảng 10, 11 giờ David mới đi ngủ, và như vậy là không có tốt cho trẻ em. Cho nên là Nhi không có để David đi ngủ, mà để David phải thức, phải tập sống theo cái kỷ luật đó để không có bị quen cô chú anh chị. Con nít mà mình phải dạy nó từ nhỏ. Rồi như chị giải thích sơ qua với cô chú anh chị để cô chú anh chị có thể hiểu thôi. Đây là không phải là cách mà Nhi chia sẻ để cách dạy con như thế nào, nhưng mà đây là cái cách của gia đình của Nhi dạy con trai của nhà Nhi. Con phở nhà Nhi á, tại vì là nó hay cắn ba cái giày, anh xã nhà anh phải mua nhiều dây buộc giày rồi mà nó vẫn cắn đứt, rồi nhiều chiếc giày bị nó cắn bấy nhảy hết trơn. Mặc dù có cái dây để mà huấn luyện cho nó nhưng mà nó vẫn làm đó. Cho nên là bữa nay là buộc cái dây vô cổ ảnh, như buộc mấy cái chiếc giày đi theo đó. Bây giờ ảnh giống như ảnh giận, ảnh buồn, ảnh không ăn luôn. Ở đây từ sáng giờ sợ rồi, nó thấy ba của David đầu nó. Nó cúi gầm mặt xuống. Rồi bây giờ Nhi đi qua đây Nhi hái đậu Hà Lan cô chú anh chị. Rồi cái này nó bị lỗ. Oh,
đi nấu cơm nha. Bữa nay thì nhà Nhi sẽ ăn cơm với canh bí gợ của chính chị. Bí gợ này của nhà chồng của năm ngoái, còn giữ được năm nay. Có thể là đợt này là đợt cuối để ăn được của chính chị đây nè. Cái này là được khoảng gần một năm á, mà nó vẫn còn được như vậy. Đó, Nhi sẽ nấu với thịt heo bằm. Thịt heo này là của chị Việt Nam chọn. Bữa ăn này coi như là tốn được có dạng chỉ một vài đồng thôi. Heo này của chị Việt Nam cho, cái này Nhi đã bầm ra rồi ướp với gia vị rồi. Bây giờ còn đây là thịt heo miếng này Nhi sẽ chiên. Đây Nhi cho cô chú anh chị coi. Đây là tỏi của nhà Nhi. Hồi nãy em xã Nhi ảnh có nhổ thử đó, đây nè. Được ta khoảng tép tỏi, 8 tép tỏi ha. Nhổ thử để xem là nó bự như thế nào, nó đã được chưa đó, để mình có thể thu hoạch. Nhưng mà chắc có lẽ là khoảng đó tháng 7, tháng 8 đồ mới thu hoạch. Thank you.